quái thật. Bạn Trang rõ ràng bảo hôm nay giới thiệu đến mình xe mới mà mẹ mới mua cho chiếc xe, thế là hôm nay đến khoe các cậu ạ. Hay là xe đi chậm quá nhỉ, mai không chạy được tới nơi nhỉ. Chắc là xe đẻo rồi. Cái xe gì đây? Sao lại đâm vào xe của mình thế này? Đây là xe mới của tớ đấy. Sao cậu đi để xe của cậu ở đây? Đường này đường đi mà, phải ở vỉa hè chứ đỗ xe đâu. Xe của cậu không biết lái à? Mà lại đâm bụp một phát vào xe của tớ thế này. Không biết là xe khoa học ở đâu không? Ui dồi ôi, đây này, rơ mất chỗ này rồi đây này. Cả cái kính kia nữa kìa. Tớ biết ngay mà, cậu vừa mới biết đi xe thì phải đi nó chậm chậm thôi. Đi nhanh ấy không làm chủ được tốc độ, đâm vào xe người khác rồi đấy. Không phải là không biết lái, mà cái xe này của tớ nó chạy nhanh quá. Xe này là xe đua đấy, xe chạy hơi bị nhanh luôn. Mà tớ đáng nghĩ ra tớ phải trách cậu đấy. Ai bảo cậu đỗ xe ở đấy? Để tớ xem xe này của tớ có bị xước xác gì không nào. Xe mới mua mà chưa gì, đã bị xước rồi thế này. Tất cả là tại cậu ấy. Nhìn cái xe này mà bảo là xe chạy nhanh. Cái xe gì mà thấp đi tí cái gì thế này cơ cậu ơi. Nó thấp như thế này. Xe của tớ thì cao hẳn lên như thế này cơ mà. Phải xe to thì nó đi mới nhanh được. Chứ cái xe này là sao mà đi nhanh được. Xong rồi nhìn này, cái đuôi này, trông nó này có cái gì nó nhọn nhọn lên trời thế thì làm sao mà đi được. Cậu thì không biết gì cả. Xe đua địa hình á, nó toàn như thế thôi. Đây sao nó ngồi ở chỗ này á? Đúng rồi, phải thiết kế như thế thì nó mới đi mới nhanh được. Bởi vì mà thấp như thế này thì làm sao mà nhìn thấy đường mà đi nhanh đúng không các cậu? Xe xịn đấy. Cậu không biết à, các cái siêu xe ấy, nó toàn thiết kế như thế thôi. Xe càng mỏng, càng dẹp thì phi mới càng nhanh. Tớ thì phải nghĩ là xe càng to cơ thì nó mới càng khỏe, thì nó mới đi càng nhanh chứ đúng không các bạn? Nói chung là cái xe này mẹ tớ mới mua cho đi nhanh hơn xe của cậu nhiều. Còn lâu ý, mới mua được có mấy hôm đã tì toe. Thế thì bây giờ tớ với cậu thi xem xe nào đi nhanh hơn không? Bạn nhím này, đúng là không biết lượng sức mình. Thi nào, các bạn nhà mình cổ vũ cho tớ nhá. Cổ vũ cho tớ ơi, đừng cổ vũ cho tớ. 1, 2, 3 cho bạn. Nhím. Ui giời, xe của tớ đang vượt lên trên được kìa. Tớ chắc xe của cậu đi trước một đoạn đây. Còn lâu, ngửi khói xe của tớ đi. Rên. À, bạn nhím nhím khói vào đây xe của tớ. Bây giờ, nhím xe của tớ lên ga đây. Thấy chưa. Ui, cái xe kia ơi, đuổi theo tớ đi nào. Mày chỉ đuổi này, chỉ đuổi. Cố lên xe ơi. Còn lâu nha, rút ra tiếp nào. Ui, cái xe của bạn Trang nó đã vượt lên rồi. Có đầu mặt mình chưa? A few minutes later. Mới là chiếc xe chạy nhanh nhất. Xe của cậu chạy sau chỉ hít khói thôi. Bạn nào vừa bình chọn cho xe của tớ là người chiến thắng rồi nhá. Công nhận xe này của bạn Trang nó chạy nhanh thật đấy. Nhưng mà xe của cậu xả khói nhiều quá, bụi mù mịt hết cả lên. Tớ đã bảo xe của cậu chỉ hít khói được xe của tớ thôi mà lại. Xe của tớ ngoài chức năng nó biết đua xe như thế, nó còn biết trèo lên xe của người khác đây. Trèo lên xe của người khác á? Trèo lên kiểu gì? Nó làm gì có chân mà nó trèo được? Trèo con mà ngã chồng vó ra ấy. Xe này của tớ chính là một con robot đấy, có thể phóng to, thu nhỏ được. Xe đâu? Thu nhỏ đây. Wow, con bé này thật rồi kìa các cậu ơi. Wow, sợ chưa? Amazing. Đấy, cái xe của tớ bây giờ thu nhỏ bằng bàn tay của tớ luôn rồi. Bây giờ điều khiển chiếc xe này như thế nào các cậu có biết không? À đúng rồi, bây giờ nó bé thế này thì làm sao mà ngồi lái ở bên trong được đúng không? Thế thì phải có cái gì để điều khiển nó chứ nhỉ? Cái điều khiển đâu hả Trang? Đây này. Giơ tay lên. Ui Trang ơi, cậu đang cầm cái gì thế kia? Cậu đang cầm một khẩu súng à? Ui này, đứa bạn, mình đừng có chơi súng nha. Súng mà cướp cỏ là bắn vào người khác đây. Này, đừng có chia vào người đó. Ui, này, cậu đừng có chơi dại như thế nhá. Đây không phải là một cái súng để bắn, mà đây là cái súng điều khiển của cái xe ô tô nhà tớ đấy. Súng điều khiển á? Sao lại dạng như một khẩu súng thế này? Đúng rồi, đây này, cậu nhìn thấy trong không? Đấy, thấy phát sáng không? Tôi thấy nó bên trong nó có cái màu đỏ này. Đấy,
Đây chính là một bộ điều khiển đấy. Nhưng mà nó mang hình dáng một cây súng. Amazing. Chứ không phải súng thật đâu. Nào, xe đâu? Leo lên xe của bạn nhím đi, cho các bạn chiêm ngưỡng. Đây, bây giờ tớ sẽ dính cái xe của tớ lên xe ô tô của cậu nha. Đi lên nào. Đi được có một đoạn như thế thôi à? Không, tại vì cái kính xe ô tô của cậu bị cong quá. Còn nếu như mà nó đi trên một cái mặt kính phẳng ấy thì nó đi hơi bị nhanh luôn. Lợi hại thật đấy, đúng là xe mới có khác. Bây giờ bao nhiêu tính năng? Ui, tiếng gì vừa gào to vậy? Phát ra từ đằng kia kìa. Lại xem đi cậu ơi. Nhìn kìa, nó có khủng long bạo chúa. Ôi, con khủng long này đuổi theo cái gì vậy nhỉ? Tôi nhìn không rõ được. Hình như cũng là một con khủng long, nhưng mà là khủng long ăn cỏ cậu ơi. Khủng long ăn cỏ á? Trên lưng nó có những cái nhấp nhô nhấp nhô. 1, 2, 3, 4 cái vây ở trên lưng. Như kiểu là khủng long vây kiếm ý cậu ạ. Là loài khủng long ăn cỏ đúng không? Đúng rồi, con khủng long ăn thịt này nó đang đuổi theo con khủng long ăn cỏ đây. Trông bạn khủng long ăn cỏ màu sắc dễ thương như thế kia cơ mà, tại sao con khủng long bạo chúa này lại định ăn thịt bạn ấy nhỉ? Thật là xấu tính luôn. Chúng mình phải nghĩ cách gì đi. Nhưng mà con khủng long nó to thế kia cơ mà, làm sao mà mình làm gì được nó? Ra đấy nó ăn thịt cả mình đấy. Làm cách gì nhỉ? Tớ nghĩ ra rồi. Không biết ý tưởng này của tớ có được không? Tớ có cái xe mới. Cái xe đấy của tớ chạy cực kỳ nhanh luôn. Để tớ ra tớ đuổi con khủng long ăn thịt đi nhá. Yin yin yin. Con khủng long ăn thịt kia. Người nhìn thấy cái gì đấy không? Đây chính là một cái xe cua đấy. Tại sao người lại dám bắt lạc bạn khủng long ăn cỏ? Ôi trời ơi, con khủng long bạo chúa nó đang gào lên kìa. Hình như nó đang tấn công cậu đây. Nhanh nhanh cho xe của cậu đâm vào nó đi. Đây thì vào người này, một phát này, vào người, hai phát này. Ui, nó cũng không vừa, nó đang cắn xe của cậu kia. À, có thể hung dữ thật đấy, tiếp tục này. Xe của tớ, thì nó giữ lại rồi cậu ơi. Ui, con này rất khỏe quá, nó nhấc bổng xe của cậu lên rồi kia. Nó còn đang nhập nhập kia. Ui không, nó khủng long, nó ăn thịt luôn cả chiếc xe của bạn Trang rồi. Ui, cái xe của bạn Trang nó bé quá. Thế là con khủng long nó ăn mất rồi. Ở đâu đây nhỉ? Sao tối om thế này? Chả nhìn thấy cái gì cả. Trang ơi, nhím ơi, cậu đang ở trong bụng con khủng long đây. Cái gì cơ? Tớ ở trong bụng của con khủng long á? Ôi, bảo sao mà ở đây tối đen như mực luôn. Tớ ra ở đâu nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Trang ơi, cậu mau khởi động xe lên, cho nó đâm vào bụng con khủng long ấy, để cho nó lôn ra cậu ạ. Khởi động xe? Cái chỗ khởi động xe đâu nhỉ? Đây rồi. Ui, con khủng long đấy, nó đang dãy ruộng kìa. Đâm tiếp đi Trang ơi. Đâm một cái bụng nữa này. Ui, Trang kìa. Chạy đi, nhanh lên, nhanh lên. Ui, sợ quá cậu ơi. May mà cái xe của tớ thoát ra được. Đúng là chiếc xe này chạy nhanh thật đấy. Con khủng long kia đuổi mà không thể đuổi được cái xe của tớ luôn. Nhưng mà xe của tớ yếu quá nhím ạ. Cần phải có một chiếc xe khỏe hơn. Đúng rồi đấy, cái xe của cậu nó chạy nhanh thế nhưng mà nó người nó mỏng quá. Thế là con khủng long nó đớp một cái, nó cắn được luôn xe cậu. Bây giờ cần phải một chiếc xe thật to và khỏe cậu ơi. Như xe của tớ đây này. Đúng rồi đấy, xe của cậu to khỏe như thế này cơ mà, chắc chắn con khủng long đấy sẽ không thể làm gì được đâu. Hay cậu thử ra dùng chiếc xe này chiến đấu với con khủng long xem. Tớ nghĩ là vẫn chưa chắc thắng được cậu ạ. Bây giờ thế này, mình phải kết hợp cả hai chiếc xe. Xe của tớ sẽ ra chắc đầu và húc vào đầu con khủng long. Khi mà con khủng long đấy nó đang choáng váng thì xe của cậu sẽ tiến đến từ phía sau, húc vào chân nó để cho nó mất cân bằng để nó ngã ra cậu ạ. Ý kiến này của cậu hay đấy, có thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Thế thì chúng mình hợp lực thôi. Nhím ơi, cậu sẵn sàng chưa? Tiến lên nào. Con khủng long kia bây giờ nó sẽ dạy cho người phải học này. Ui, khỏe đấy. Đấy, xe của tớ đứng cạnh khủng long đấy.
này có thua kém gì nó đâu. Xe đâu? Chuẩn bị lưu lại. Múc cho một cái này. Chết không cho một cái. Xe của tớ thì tiến lên đây. Con khủng long nó đang tăng lớn rồi. Hút tiếp này. Xe màu đỏ. Hút con khủng long này. Hút quả chân tôi đi Trang ơi, để tớ hút bắt đầu. Hút bắt đầu này. Here we go. Hút quả chân này. Yeah. Thế là chúng mình đã chiến thắng rồi. Con khủng long đã bị ngã gục. Thế còn bạn khủng long màu sắc kia đâu mất rồi nhím ơi? Hình như là cái bạn khủng long ăn cỏ trốn ở chỗ kia cậu ơi. Bọn mình thử chạy lại đấy xem nào. Ui, bạn khủng long ấy ở đây này. Nhưng mà nhím ơi, sao cái bạn này trông lạ thế nhỉ cậu nhỉ? Này khủng long ơi, bọn tớ đuổi được cái con khủng long bạo chúa đi rồi đấy. Bây giờ cậu không phải sợ gì nữa đâu. Bây giờ cậu có thể đi chơi tung tăng được rồi. Ơ, nhưng sao bạn khủng long này không đi vậy? Sao bạn ấy cứ nằm đây nhỉ? Nhìn mắt của bạn ấy buồn chưa kìa. Ồ, các bạn biết thiếu gì không? Con khủng long này thiếu cái gì vậy nhỉ? Bạn khủng long này thiếu hai cái chân. Đúng rồi, cậu nói mới gì? Tôi mới thấy bình thường là khủng long phải có chân cơ. Nhưng bạn này chân ở đâu ấy? Vừa nãy lúc khủng long bạo chúa đuổi vẫn còn mà. Ủa, đây là con khủng long bạo chúa nó ăn mất cái chân của bạn khủng long ăn cỏ này rồi. Không phải đâu cậu ơi, vừa lúc nãy khi mà tớ di chuyển cái xe đến, con khủng long ăn thịt đấy vẫn đang rất đói, chưa ăn được cái gì cả. Chắc chắn là chân của bạn khủng long ăn cỏ rơi ở đâu đây thôi. Ui ôi, chạy nhanh quá lại còn rơi cả chân cơ. Khủng long ơi, cậu cứ nằm yên ở đây để bọn tớ thử đi xung quanh đây tìm xem có thấy cái chân của cậu ở đâu không nhá. Vừa nãy cậu đang chạy theo cái đường này, bây giờ mình cứ men theo là kiểu gì cũng tìm được. Ui, một vỏ hộp sữa này, không phải này. Cái gì đây? Eo ơi, có cả vỏ xúc xích ở đây à? Ai ăn lại không vứt vào thùng rác như thế này nhỉ? À, tớ nhìn thấy cái gì rồi này? 1, 2, 3. Có 3 cái móng chân. 3 móng chân thì đích thị là của khủng long rồi. Trang ơi, hình như tớ tìm được một cái chân rồi. Ủa, lúc nãy con khủng long bạo chúa đuổi bạn khủng long ăn cỏ ở đây. Ở đây có một cái tấm kính bị vỡ này. Đây chắc chắn là do con khủng long bạo chúa gây ra rồi. Nó giẫm vào tấm kính này làm tấm kính bị vỡ vụn ra rồi. Ơ, nhưng mà lại chưa này, bên dưới cái tấm kính này có cái gì đó màu xanh xanh. 1, 2, 3. 3 cái móng chân nhỏ. Để mình thử lấy ra xem nào. 1, 2, 3. Wow, đây hình như là chân của bạn khủng long này. Thế này tớ cũng tìm được rồi. 1 cái chân này, 2 cái chân này, thế là đủ rồi đấy. Bọn mình mau ra trả lại cho bạn khủng long đi. Ui, bạn khủng long vẫn đang ngồi đây này cậu ơi. Wow, chúng tớ đã tìm được chân cho cậu rồi đây này. Bây giờ bọn tớ sẽ trả lại chân cho cậu đây. Ui, do đây có chân rồi, có thể đứng được rồi kìa cậu ơi. Nhìn kìa, bạn khủng long đang rất là vui sướng. Mà cậu nhìn thấy không, trên người bạn khủng long này hình như có những con số này. Đúng rồi, các bạn thấy không, con số gì đây nhỉ? Đã bạn nào thuộc hết những con số này chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và số cuối cùng là gì nhỉ? Số 10. Bye bye bạn khủng long nha. Bạn khủng long này chắc là bạn ấy đi dạy số cho các bạn nhỏ đấy cậu ạ. Bạn khủng long này rất là tốt luôn. Đây chính là một giáo viên khủng long đấy. Chắc bạn ấy đang đến trường. Thế là không may trên đường đi lại gặp một con khủng long ăn thịt. Chúng mình phải tạm biệt thầy giáo khủng long thôi. Để tớ thử xem sức mạnh của cái súng này như thế nào nhá. Nhằm này. Ui, nhím ơi, cậu đừng bắn nữa. Cậu bắn rơi đầy quả vào đầu tớ rồi. Nhưng quá nhiều. Mấy con bò không biết nó có ăn cái quả trứng cá này không nhỉ? Ngọt thật đấy. Đi đây xem nào. Ô, sao không ăn cỏ à? Ừ. Để nằm đây. Bò ơi, bò ơi, mệt à. Cái bò này kìa mình chả chịu đi ăn cỏ như anh chị em gì cả. Cứ nằm đây thì làm sao mà lớn được. Nào cười lên cái nào. Buồn thế. Hay là mẹ không cho đi chơi. Ôi, hoàn thế này cơ mà. Trông mặt xinh dài thế. Ôi giời ơi, chắc là buồn ngủ chứ gì. Tối hôm qua chơi muộn không chịu ngủ gì. Thế nên hôm nay vừa đi ăn cỏ vừa nằm ngủ đây này các cậu ơi. Đấy. Mẹ bò này á, bé nhất đàn đấy, không chịu lớn gì cả. Bởi vì toàn thức đêm thôi, xong ngày lại ngủ đây này. Nào, các bạn ơi đừng như bạn bò nhá. Thôi dậy đi thôi, đi ăn cỏ thôi bò ơi. Mọi người đi hết rồi, đi. Đi này, đi.
mà bê được. Đấy, phải chạy thế chứ. Hey, what happened? Cậu lại đi chăn bò à? Chơi với tớ không? Chăn bò có gì vui? Mà ngày nào tớ cũng thấy cậu đi chăn bò thế. Ồ hay, nhà tớ có một đàn bò mấy trăm con. Chứ không đi chăn thì để bò ở nhà đói à? Cậu suốt ngày rảnh rỗi chả có việc gì làm, toàn rủ đi chơi thôi. Tớ còn phải chăn bò cơ, không đi được với cậu đâu. Nghe là tớ với cậu sang rủ em Cam đi chơi đi. Tớ mới có cái trò này hơi bị hay luôn. Không, tớ chả đi chơi với cậu đâu. Tớ còn bao nhiêu việc này, còn phải chăn bò này này, làm sao mà bỏ bò mà đi được. Cậu đi chơi với em Cam một mình đi, tớ chả đi đâu. Nhưng mà có hai người thì không chơi được, phải cần thêm một người nữa cơ. A few moments later. Đấy, nói chuyện với cậu không để ý à, tí nữa thì lạc mất một con bò con đây. Thế cậu vẫn nhất quyết không đi à? Không, tớ đã bảo hôm nay tớ nhất quyết không đi chơi là không đi chơi mẹ. Thế thì thôi, tớ với cả em Cam lại phải ăn cái gói kẹo này một mình vậy. Thế tớ đi về đây. Cái gì cơ? Gói kẹo. Kẹo à? Kẹo mới này. Cậu có kẹo à? Tớ có kẹo với cả nhiều thứ mới lắm. Thôi, cậu bây giờ cậu phải chăn bò đi. Cậu đang bận chăn bò mà. Cậu mà không chăn bò là bò của cậu bị lạc hết mất đấy. Tớ đi đây. Ơ này, đợi tớ đã. Đi gì mà vội thế? Đây, tớ xem nào. Kẹo thì tớ đi chơi cũng được. Tưởng bạn nhím chăm chỉ thế nào. Túi kẹo to nhỉ. Túi kẹo này á là tớ được ông già Noel tặng đấy các bạn ạ. Sao trời nắng mà có ông già Noel? Bình thường tớ chỉ thấy ông già Noel kiểu cưỡi tuần lộc ở trong tuyết. Khi là mùa đông lại lạnh thì mình có ông già Noel chứ. Bây giờ giữa mùa hè mà cũng có ông già Noel à? Đúng rồi, cứ bạn nào được ngoan là ông già Noel hay xuống tặng quà lắm. Bỏ ra xem nào. Bóc cẩn thận nhá, không giới kẹo của tớ. Nhìn này các cậu, xé to ra thì nó mới ra được. Đây là nó thiết kế giống như một cái cây thông Noel ý. Wow, kẹo của tớ trông giống một cây thông Noel không? Còn ở bên trong này á, có các hình thù luôn. Những chiếc kẹo này đều mang một hình dáng khác nhau. Đây là ông già Noel này, đây là con tuần lộc này, đây là ai? Người tuyết. Đây là hai cây thông Noel. Còn đây là ai đây nhỉ? Cũng là một ông già Noel. Nhưng mà râu ông này dài hơn râu ông này cậu ơi. Đúng rồi, đây ông này bị để ngược rồi cậu ơi. Đấy, để cái này này, chúng mình mới nhìn thấy. Tớ thèm quá, cậu đưa đây cho tớ một miếng nào. Tớ sẽ ăn cái người tuyết này nhá. Người tuyết này. Đây là mũ của người tuyết này. Ăn cái mũ. Ui, cái này là kẹo dẻo cậu ơi. Đường đấy. Ăn vị như thế nào vậy cậu? Cái mũ làm bằng đường. Nhưng cái kẹo này nó dẻo dẻo, nó chua chua cậu ơi. Ăn đầu của người tuyết này. Sao cậu cắn lại còn béo ra từng ít một thế? Như thế này nó mới ngon. Ăn cái tay của người tuyết nè. Ăn tiếp một bên tay nè. Đố cậu bây giờ cũng nhìn được ra người tuyết luôn đấy. Mới mua đấy, tớ cũng chưa ăn bao giờ cả. Để tớ thử ăn cái con tuần lộc này xem nào. Đấy, con tuần lộc này á, quàng một chiếc khăn màu tím, có hai cái sừng màu nâu. Help me. Somebody help me. Help me. Tớ sẽ cắn hai cái sừng này nhá. Sao tớ ăn con tuần lộc này nó lại kêu bò một tiếng nhỉ? Như là tiếng của đàn bò nhỉ cậu? Đúng rồi, tớ cũng nghe thấy nó bò một tiếng. Cái con tần lộc này nó cũng kêu như con bò nhỉ. What? Cậu thử cắn cái nữa xem nào. Cắn một bên nữa này. Đây, nó lại kêu bò hơn nữa các cậu ơi. Cái kẹo này thú vị thật đấy. Cứ cắn một bên sừng nó lại kêu bò một tiếng này. Thế thì bây giờ để tớ thử ăn hết cái kẹo này xem nó kêu như thế nào nhá. Nhưng mà không đúng cậu ơi. Cái tiếng bò nó có thể phải phát ra từ con tần lộc đâu. Tiếng bò nó phát ra từ đằng kia mà. Ủa, tôi chết rồi. Hay là đàn bò nhà tớ có chuyện gì nhỉ? Để tớ phải chạy ra xem nào. Ui, bò nhà cậu đang chạy toán loạn lên kìa nhím ơi.
còn có mỗi một mình con bò thế này, đàn đâu hết rồi ha. Hey, wow. Thế con chạy đi đâu thế? Ui Trang ơi, bọn nhà tớ nó làm sao ấy, nó cứ hoảng sợ lên đi đấy. Ui Trang ơi, bò nhà tớ đâu mất hết rồi. Lúc đầu bao nhiêu bò cơ mà, sao bây giờ đâu hết rồi? Bây giờ thế này về mẹ tôi đánh đi chết cậu ơi. Tiếng gì vậy? Cậu có nghe được tiếng gì không? Nghe như tiếng của một con khủng long vậy. Ui cậu ơi, đúng là một con khủng long thật cậu ơi. Một con khủng long bạo chúa, nó đang đi lại trong một con bò kia. Ui trời ơi, quạt thịt con bò kia. Tại sao mà đàn bò nhà cậu không thấy đâu nữa? Thảo nào mà đàn bò nhà tớ nó lại sợ hãi, nó chạy tán loạn như vậy. Không được rồi Trang ơi. Đúng rồi đấy, tại sao khủng long lại xuất hiện ở đây nhỉ? Tớ phải ra cứu đàn bò của tớ thôi. Ui Nhím ơi, cậu đừng ra, cậu mà ra là những con khủng long đấy sẽ ăn thịt cậu vào bụng đấy. Này Nhím ơi, đứng lại đã, từ từ đã. Lên thế này là hình như nó chuẩn bị ăn thịt kia hay sao ấy. Con này nó ghê gớm thật đấy. Nhím ơi, cậu nghe làm sao không? Tớ gọi cậu mãi mà cậu không nghe gì cả. Chân tay tớ nó rụng rời hết rồi cậu ơi. Con khủng long này nó đáng sợ quá, đi ra tay không thể làm gì được nó cậu ạ. À, nó to như thế làm sao mà cậu có thể chiến thắng được nó, lại còn tay không ra nữa. Cậu cẩn thận, nó nuốt cậu trong bụng đấy, giống như những con bò của cậu vậy. Tớ gọi cậu lại định bảo cậu là ở nhà tớ có một cái món bảo bối có thể giúp đỡ được cậu đấy, nhưng mà cậu chạy nhanh quá không chịu nghe tớ gì cả. Bảo bối gì cơ cậu? Bảo bối có thể chiến thắng được con khủng long này không? Có thế cậu về cậu lấy đi. A few moments later. Tớ mang đến rồi đây này. Lại đây cậu ơi. Đâu đây tớ xem nào. Ê, món bảo bối này tớ mới mua đấy. Thế nhưng mà vẫn chưa kịp mở. Cái này là phải trên 8 tuổi mới được dùng đúng không? Đúng rồi, trên 8 tuổi mới sử dụng được cái này. Tớ trông nó chưa ra cái hình gì cả. Cậu mở ra đi. Wow. Đây là cái gì đấy cậu ơi? Wow. Cái ống nhòm đấy. Một cái ống nhòm. Hình như tớ đoán rồi, đây có phải là cái súng bắn tỉa không cậu ơi? Đúng rồi, bắn tỉa thì nó mới có cái ống nhòm để nhòm xa như thế này. Đúng rồi, tớ mới order chiếc súng này đấy. Thế nhưng mà vẫn chưa kịp mở ra để xem bên trong nó có những cái gì. Chiếc súng này cậu có thể đứng xa mà vẫn nhòm được những con khủng long đấy. Lợi hại đấy, lợi hại đấy. Được rồi, xem nào. Wow. Ngầu chưa. Đây trông không giống một khẩu súng lắm cậu ơi. Nhưng mà cũng có cò bóp này. Cái này có phải là sẽ lắp lên đây không? Đúng rồi. Bấm cái này xuống này. Sau đó, à được rồi, lắp cái này vào. Đấy, lắp lên. Chà. Nó còn có cả báng tì tay luôn này. Thế cái này đạn nó như thế nào cậu ơi? Tớ ở trong đây. Cậu có hỏi một... tớ thì tớ biết hỏi ai. Đây này, ở đây nó có hướng dẫn sử dụng này cậu ơi. À, như đây là bình chứa nhiên liệu đây này. Cái này hình như là phải lắp vào đây này. Đấy. À, tớ hiểu nguyên lý của cái súng này rồi. Mình sẽ lắp pin vào cho nó để nó có thể hoạt động được. Xoáy vào này. Xong rồi, bắn thôi. Vừa bắn ra cái gì vậy? Sao súng gì mà lại bắn lại không ra cái gì hả cậu? Nó ra được có một tí thôi cậu ơi. Hay là mình phải nạp đạn vào đây nhỉ? Nạp đạn vào đây bằng cách nào bây giờ? Cậu có biết không? Đây này, đi kèm theo chiếc súng này có một cái bảng hướng dẫn. Chúng mình sẽ bóp vị trí cần số 1, sau đó lôi cái bình này là ra được. Bóp vào đây này. Đấy, xong kéo cái này ra là được. Kéo ra được rồi này. Thế thì mình sẽ cho nước vào đây đúng không cậu ơi? Đấy, cho vào đây nhá.
Ấy, quả lại cái bình này chứa được nhiều nước đấy cậu ơi. Không biết là cái món vũ khí này của tớ có đánh bại được cái con khủng long đấy để cứu những con bò của cậu ra không? Sau đó lại bóp vào. Ui, cái này nó chảy nước cậu ơi. Dựng lên. Cẩn thận cậu. Đấy, cho được vào rồi. Đấy, cậu thử khởi động cái súng ý đi, xem có được không? Để tớ thử xem sức mạnh của cái súng này như thế nào nhá. Nhằm này. Ui, Tím ơi, cậu đừng bắn nữa. Cậu bắn dây đầy quả vào đầu tớ rồi. Nhưng ui, đừng đây đi. Đầy quả rơi vào đầu tớ rồi, Tím ơi. Ui, cái súng này đợi lại ở đây. Bắn một lúc, dùng đầy quả luôn. Ô. Nhưng mà, chỉ bắn được một lúc thôi là lại bị hết rồi. Nó lớn thật, thế nhưng mà nó cũng tiêu tốn nước nhiều quá cậu ơi. Tiêu tốn rất nhiều năng lượng luôn. Như thế này thì mỗi lần mình lại cứ phải bỏ ra, xong rồi đổ nước vào đây, thế này thì mất thời gian chết. Những lúc đấy mà thì khủng long nó đuổi chúng mình đấy. Đúng rồi, mình phải xem có cách nào mà nó phải nạp năng lượng thật nhanh cậu ạ. Ở đây tớ thấy có ba cái nước này. Vặn sang đây. Ồ, là cái súng không bắn nữa. Vặn sang đây là nó sẽ bắn liên tục. Còn vặn sang bên phải. Vặn sang này. Vặn sang bên này là nó sẽ bắn 2 phát một. Tớ thích là bắn liên tục cơ. Thế còn chỗ này nó có một cái cò đằng trước để làm gì nhỉ? Phát ra tiếng kêu gì vậy? Như là một chiếc máy bơm vậy. Lút mặt cậu vào đấy à? Lút luôn cả mặt tớ vào cái lỗ này cậu ơi. Ô, có khi nào đây chính là một cái lỗ hút nước khổng lồ không? Như một chiếc máy bơm vậy. Chỉ cần chúng mình cắm súng dưới hồ nước là nó sẽ hút đầy nước lên mình luôn. Được rồi, để tớ thử xem nhé. Ui, cậu nhìn này. Wow, nó đang bơm nước lên kìa. Wow, đúng là một chiếc máy bơm thật. A few moments later. Wow, chỉ một tí thôi là nó hút được đầy nước luôn rồi cậu ơi. Wow. Thế này thì mình không sợ thiếu nước nữa. Bọn mình ra chiến đấu với khủng long đi. Ấy, 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 ấy. À, nó gặp cá chưa? Tớ nhìn thấy có khủng long ở đằng kia kìa. Lại giải cứu đàn bò của cậu thôi. Here we go. Con khủng long này, ngươi tới số với ta rồi. À, con này nó vẫn còn ngoan cố này. Nó vẫn còn gào lên ở dạ mình này. Này chúng này công nhận lợi hại thật đấy. Thế là đàn bò nhà tớ đã không phải sợ gì nữa rồi. Tớ chạy ra xem đàn bò nhà tớ đây. Tớ nhiều như thế này, có lẽ cậu cho tớ mượn cái súng này mấy hôm cậu ạ. Cái con bò này mà lười không ăn cỏ, tớ sẽ chuyển nó sang cái nước mà bắn nhẹ nhẹ thôi. Bắn nó mông. Bắn nó mông cho một phát, thế là phải đi ăn cỏ luôn. Này lười hay ngủ gần tớ sẽ phủ trong ít nước. Đấy, thế là tỉnh ngủ luôn. Cha hôm qua bảo là đợi mình ở cái gốc cây to. Nhưng mà cái gốc này có vẻ cũng chưa to lắm. Gốc cây to nó phải ít lá cơ. Cái cây này nhiều lá như này chắc không phải rồi. À, đây rồi. Cái cây to ít lá rồi. Nó phải to như thế này mới là gốc cây to. Mà các bạn có nhìn thấy không? Thì gốc cây này hình như nó còn có một cánh cửa bí mật đây này. Không biết bên trong cánh cửa này là cái gì nhỉ? Để mình thử mở ra nhé. Cái gì đây? Cái gì mà lại có những cái bóng đen xì như thế này? Eo ghê quá. Eo ơi. Wow.
khủng long bạo chúa đây. Móng tay của khủng long đây. Ờ, bà Trang à, Mimi. Làm tớ hết cả hồn. Sao cậu lại đeo cái gì ở trên bàn tay thế kia? Ghê sao nào? Một cái găng tay khủng long. Găng tay to thế. Có sao? Thấy đẹp không? Này có ba ngón. Đúng là găng tay khủng long rồi. Đây là găng tay mà khủng long tặng tớ đấy. Cậu có thích có một chiếc găng tay như thế này không? Vào đây tớ dẫn đi. Đây này, găng tay ý nằm ở trong chiếc hang này này. Ui, con gì đây mà to thế này? Con khủng long đây. Sao nó nhiều răng thế kia? Khủng long ăn thịt thì phải có nhiều răng chứ. Hang khủng long. Bây giờ mình muốn lấy đồ là phải chui vào cái hang đấy à? Đúng rồi. Nghe thấy tiếng khủng long đấy. Một khu rừng khủng long này Trang ơi. Đúng rồi, đây là một khu rừng khủng long đấy. Ở đằng sau tảng đá này có rất nhiều loài khủng long luôn. Hôm trước tớ lấy được cái tay ở đây đấy. Trang ơi, này, tớ phát hiện ra cái gì này? Một ổ trứng khủng long này. Chúng lớn rồi các cậu ơi. To thế. Nhìn này. Quả này nặng lắm cha ơi. To đùng luôn. 1, 2, 3. Ở đây còn một quả nhỏ nhỏ nữa này. Nhưng sao quả này lại bé hơn các quả còn lại nhỉ? Đúng rồi. Hay là trứng này là trứng khủng long bạo chúa? Còn trứng này là trứng của khủng long nhỏ nhỏ dễ thương nhỉ? Wow, hay là để tớ mang quả trứng này về nhá. Cái hang động này bé tí thì ti luôn. Bạn khủng long nào mà lại chui vào đây được nhỉ? Nhím ơi, tớ còn phát hiện ra ở đây có một ổ này. Ở đằng kia cũng còn một ổ nữa. Lại đây mà xem này. Here we go. Đằng sau này là trứng của bạn này đúng không? Đúng rồi Trang ơi. Từ lúc cậu bê quả trứng đi lên đi, bạn cậu lại kêu ấm đi luôn. Chúng mình không lấy trứng nữa, cho nên là bạn ấy không kêu nữa đấy. Đúng rồi đấy. Thế thì chúng mình chỉ lấy quả trứng bé thôi. À, bên hông này. Bạn ấy bảo là lấy trứng bé thì được thôi, còn lấy trứng to thì không được. Thế được rồi nhá, tớ lấy quả trứng bé này nhá. Đấy, bạn ấy cho mình lấy rồi. Đi thôi, đi thôi. Wow, Nhím ơi. Đây tớ còn phát hiện ra có hai bạn khủng long con. Hình như là con của cái bạn khủng long vừa lúc nãy hay sao ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Bé tí luôn này. Đây cũng là loài ba sừng cậu ơi. 1, 2, 3. Bé tí hơn luôn. Năm nay có bạn nữa này. Xin chào bạn. Bạn khủng long nhỏ ơi, bạn tên là gì vậy? À, bạn này tên là Tino cậu ơi. Còn bạn ấy nói kia là người anh em của cậu ấy. Bên hông này cũng có một cái sừng nữa. Hình như là cái sừng này là để bảo vệ cậu ấy đúng không?
có ở đây này. Khi này mà con nào muốn tấn công á, mình đưa một cái này, là những con kia đâm vào đây luôn. Mà đâm vào người rồi nhá, nó bắn thủng luôn. Loài khủng long mà tớ muốn giới thiệu với cậu đây. Con khủng long mà cậu sẽ lấy được cái găng tay giống như của tớ ý. Hôm trước tớ lấy được từ hai bạn này đây. Ui, cậu làm con khủng long này tỉnh giấc rồi. Nhưng mà mình không làm gì thì cậu ấy sẽ không thắng đâu. Sao cậu ấy hình như là cứ đang nhìn quả trứng này này cậu ơi, không được thấy gì á. Nhưng mà quả trứng này khủng long ba sừng cho tớ cơ mà, phải giả lại cậu á. Cậu này cậu bảo quả trứng nhỏ nhỏ này là của cậu ấy cậu ơi, có đúng không? Đúng á. Thế không được, tớ mất công mãi mới lấy được quả trứng này ra đây. Cậu có cái gì đổ cho tớ không? Hay cậu thử đòi cậu ý đổi cái găng tay giống như của tớ xem cậu ý có đồng ý không? Thôi được rồi, bây giờ tớ để quả trứng này xuống đây nhá. Ok không? À gật đầu được rồi. Đây tớ để vào đây cho cậu. Đấy. Thế bây giờ cậu cho tớ bên găng tay này hay là găng tay bên này? À bên này cái gì? Được rồi, quá rồi đấy nha. Here we go. Cho tớ cái găng tay này nha. Cuối cùng tớ cũng lấy được cái găng tay rồi. Của cậu đâu Trang ơi? Của tớ đây. Wow, bây giờ mỗi đứa có một cái rồi nha. Găng tay khủng long. Ui, cái này đi vào mùa đông ấm lắm cậu ơi. Này, trả cậu này. Wow, đẹp đấy. Tớ xin nha. Trông máu in lên màu da của bạn này luôn. Bye bye, bọn tớ đi về đây. Bye bye. Chào khủng long nha. Phải là khỉ như kiểu mấy cái bạn này đâu. Mấy bạn này mới trèo cây chứ. Thì em bé này trèo nó cao như thế là ngã đây. Mau xuống đi. Hey, what happened? Nào, nhảy xuống đây anh đỡ cho nào. Nhảy xuống đây. Hình như là cái bạn nhỏ này không phải là trèo cây đâu nhím ơi. Cái thân cây nó phải như cái thân cây này chứ. Thế còn bạn ấy đang bám vào một cái đuôi gì đó nhím ạ. Ui, một cái đuôi rất là dài các cậu ơi. Ở bên kia. Lọt tít đằng kia kìa. Chúng mình thử lại xem đi. Wow, con này to thật đấy. Đuôi của nó này to khổng lồ luôn, cũng là khủng long ăn cỏ có khác. Nhưng mà phía dưới này hình như có những quả trứng. Đây là những quả trứng của con khủng long đấy cậu ơi. Hello. Ui. Nani? Cậu ơi,
Bạn này bạn ấy thò đầu ra rồi này. Thò cả hai cái chân luôn. Đây đúng là một con khủng long cổ dài rồi. Ngoan 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 ngoan. Hình như bạn đây này, chính là những quả trứng của con khủng long trên đầu cậu đấy. To thật đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Mai sau sẽ nở được ra 5 bạn khủng long con đấy. Con khủng long này nó to thật đấy. Vui ở đằng kia, vui ở đằng này, cái cổ đằng này. Thế còn cái đầu nó ở đâu rồi nhỉ? Tớ nhìn thấy rồi. Cái đầu của nó tít ở trên cái cầu ở trên kia kìa. Ở đằng này Trang ơi. Cái cầu này dẫn ra tới chỗ bạn khủng long đấy đúng không? Đúng rồi, cái đầu bạn khủng long đi ở tít ở trên này này. A few moments later. Đỡ bạn đúng mà. Bạn khủng long đây, đầu vươn lên tận đây luôn. Wow, chào bạn khủng long nha. Ôi, to thật đấy. Cổ dài ơi là dài. Đứng từ trên chúng mình mới nhìn thấy là bạn to vĩ đại luôn. Cái cổ kia, người tít phía bên dưới luôn. Ô, bạn khủng long, bạn đi nói gì kìa cậu ơi. Cái gì cơ, cậu có tận 6 quả trứng à? Nhưng một quả trứng nở trước đi rồi á, không biết ở đâu á. Ui, bạn đã nhờ bọn mình đi tìm giúp bạn ấy một bạn khủng long cổ dài con cậu ơi. Chắc bạn ấy chỉ chơi xung quanh đây thôi. Hay là chúng mình giúp bạn khủng long mẹ này đi. Tìm bạn khủng long con đi là nhá. Bây giờ bọn mình lại hóa ra là vào vai người đi tìm trả lại. Khủng long ơi, khủng long ơi. Hey, what happened? Gì đây? Lại nấp đằng sau tảng đá này. Con sư tử cậu ơi. Ôi, hai con sư tử đứng canh hai bên. Bây giờ chắc là mình cứ đi thẳng à. Ố, ở đây có biển chỉ dẫn này. Biển chỉ dẫn à? Một bên, phía bên này ghi là động, còn phía bên này ghi là hồ cá sấu. Cậu ơi, đây chỉ vào động, mà kia lại chỉ vào hồ cá sấu. Mà hồ cá sấu thì có nhiều cá sấu ăn thịt cậu ạ. Đáng sợ lắm. Chúng mình không nên đi đường này. Đúng rồi đấy, ra hồ cá sấu làm gì, để cho nó cắn cho. Tốt nhất là mình đi theo cái đường động này đi. Ủa cậu ơi, nguyên ở dưới đất này. Con sao gì đấy? Vậy? Có một con này. Con sâu. Con sâu á, sâu gì mà to thế này. Sâu khổng lồ cậu ơi. Mà cái con sâu này nó bị làm sao, sao nó lại nằm ngủ ra đây nào? Hay là đang ngủ? Ui, có tiếng gì đấy. Thôi, tốt nhất là tớ với cậu lên đi nhanh đi. Đi vào cái hướng động này đi xem sao. Đi vào cái động này á. Cái động này có hai con sư tử đang canh giữ đấy cậu ạ. Ui trời. Đây là một cái hang. Alo. Alo có ai ở trong này không? Hey you. Ui, càng ngày càng sâu. Tối om om luôn cậu ơi. Đẹp xì luôn. Có vào không cậu? Ở đâu? Bạn khủng long bạn ấy ở trong này thì sao? Ờ đúng nhỉ. Mình cứ vào. Here we go. Hello. Để tớ bật đèn lên nha. Alo. Có ai ở đây không? Ui, cái hang này lại còn chia làm hai đường cơ. Wow. Chia làm hai đường à? Thế thì chúng mình đi đường nào? Thử đi một đường đi. Đi đường này, đi đường này. Đi đường này nhá. Cái gì đấy cậu ơi? Có cái gì đó không ổn. Ui, đi đâu đi? Cái gì đấy? Mình một bộ xương này. Oh my god. Còn phía bên này có những con ngọc cạp. Những con ngọc cạp đang ăn những cái xương cậu ơi. Trên tường này còn có con gì đó đang bám ở trên tường. Một con rơi rất là to. Con rơi á? Ui, có những cái sọ đầu này. Liệu có khả năng đấy cũng là những cái người đi vào cái hang này xong rồi bị ăn không? Ơi, thế thì mình phải tránh ra. Ui nhím ơi, đằng sau cậu kìa. Đằng sau tớ à? Ừ. Là cái, đây là tảng đá mà. Cái gì cơ? Không, dưới cơ. Ui. Oh no. Lại một bộ xương khác. Cái hang này làm sao mà lại rùng rợn thế này nhỉ? Bạn khủng long có khi nào bạn đã đi vào đây xong bị ăn thịt rồi không? Cái đường này sợ lắm cậu ơi. Tớ thoát hết cả mồ hôi rồi này. Tay thì nổi đầy da gà luôn. Có khi nào, có lẽ nào chúng mình nên đi đường dưới đi. Đúng rồi, mình đi đường còn lại đi. Đi đường dưới này có khi không gặp mấy cái thứ đấy đâu cậu ạ. Đúng rồi, đường này nhỏ hơn cậu ơi. Ui. Tớ nhìn thấy có cái gì phát sáng đi. Có nhan thạch, có thạch nhũ cậu ơi. Wow. Rất là nhiều luôn. Đẹp thật đấy. Bên trên kia, nó có những cái ánh sáng gì đang phát sáng đổi màu kìa. Ơi. Cái gì? Có con sâu.
con sâu sinh khổng lồ. Hình như đây là nhà của các bạn sâu đấy. Thế thì đường này không có động vật nguy hiểm rồi. Mày quá, chứ không tớ cũng thấy sợ sợ quá. Nhưng mà có những vệt gì đỏ đỏ thế này nhỉ? Màu đỏ đỏ thế này á, hay là nước nhỉ? Ui không cậu ơi, ở bên trên không phải là nước. Một con rết và cái sọ đầu lâu. Nó đang ngủ. Con rết này, ôi nào cũng là rết đắt thịt đấy nhím ơi. Bọn mình phải nói thật khẽ rồi cậu ơi. Ui. Nani? Lại một bộ xương nữa. Tớ bắt đầu thấy sợ rồi đấy cậu ơi. Đi đâu này đi. Chỗ này có cái tảng đá gì? Sao trông nó hình thù kỳ lạ thế này nhím ơi? Đâu? Màu nâu này, màu đen. Xong lại màu đen, màu nâu, xong lại màu đen. Ui, đây cũng không phải là tảng đá đâu Trang ơi. Nhìn này. Đây á, đây hình như là con tinh. Một con trắng tinh khổng lồ. Bên này của tớ cũng là mấy cái con sâu này. Ui, cái hang này là hang của con gì đây này cậu ơi? Những con nhện to khổng lồ. Ôi, nhện này là nhện khổng lồ đấy. Không chỉ có một con rắn đâu, mà còn rất nhiều các con rắn khác. Thế này, cũng có một bạn sâu nhỏ nữa thôi. Ui chạy ơi, tớ đang bị cái con gì nó quấn vào người này. Thì là con rết khổng lồ ấy. Ui, không phải, hình như mà đúng là một con rết khổng lồ thật chứ ơi. Đưa tay đây. Kêu, kêu, kêu. Ui, ui, con rết này ghê gớm thật đấy. Ui chà, nhìn này, hai cái kẹp sắc nhọn luôn mà nhìn cái mắt con rết này, trông nó lạ thật đấy, mắt lồi lại còn màu xanh nữa. Ui dồi ôi, là chân chưa này, dài hoàng ở bên trên luôn. Sợ quá. Con này là con gì mà mỏ nó nhọn thế cậu nhỉ? Đây là con chim cậu ơi. Nhưng sao chim lại sống ở trong hang? Con này hình như là con chim lợn thật cậu ạ. Ui, chim lợn á? Chim lợn này cú mèo nhỉ? Con này có phải là con chuyên đi vào ban đêm không? Đúng rồi. Có người này. Có người à? Để tớ thử hỏi xem có biết tung tích của bạn khủng long ở đây không nhá. Ô, đây là một cô gái cậu ơi. Đúng rồi, tóc dài dài. Tóc dài luôn. Mà nhìn này, tay lại có màu xanh. Người sao tay lại có màu xanh nhỉ? Tóc này sắc nhọn luôn. Chị gái gì ơi? Chị gái gì ơi? Chị này chị không nói gì nhỉ? Chị gái ơi, chị có biết có một bạn khủng long nhỏ nào đi lạc vào trong này không? Bạn khủng long cổ dài ấy. Ui trời ơi, đây không phải là chị gái đâu. Đây là một con ma rất dài, rất là dài luôn. Cái bỉa chỉ dẫn gì lại vào cái hang động ghê thế thôi. Rõ ràng nó khi là động mà. Ơ, bên cạnh chữ động là chữ gì bị mất ý? Cái chữ này hình như bị ai bóc ra rồi. Là chữ ma. Đây là chữ ma a ma. Thằng nào mà trong cái động đấy ghê sợ thế nhỉ? Ui, thế thì chắc là bạn khủng long không chơi ở trong này đâu. Cậu ấy chắc chắn đang chơi ở một khu vực khác. Chúng mình đi tìm cậu ấy thôi. Đi nào khủng long ơi, nhanh lên. Sao hôm nay đi chậm thế? Đi nào, không bạn Trang đợi đây, đi đi. Thôi được rồi, ngồi đây đợi bạn Trang đi. Không biết là hẹn mình ra đây có việc gì. Ở đây có một con chuồn chuồn này các bạn ơi. Không biết là khủng long quan chuồn chuồn không nhỉ? 1, 2, 3. Trời ơi, con chuồn chuồn này bay nhanh thật đấy. Mình đa bổ từ phía sau rồi mà vẫn không được. Đuôi của ai đây nhỉ? Đuôi của ai mà lại nhiều màu sắc thế? Nhìn trông như đuôi con khủng long của bạn nhím ấy. À, mình phải ra treo con khủng long này mới được. Bẻ một cái gậy thật là dài này. Đi thật nhẹ thôi các bạn ơi, không con khủng long này sẽ phát hiện ra đấy. Ui, cái gì đây?
Sao khủng long của mình lại kêu to thế? Làm sao đấy khủng long ơi, mà kêu to thế? Là tớ. Dùng cái gậy này, tớ chọc vào mông con khủng long của cậu một cái. Thế là nó rú lên như vậy đấy. Thì ra là cậu à? Cậu trêu tớ, là khủng long của tớ kêu giống lên thế à? Ui giời ơi, thả nào, tớ đang rình rình bắt con chuồn chuồn. Tự nhiên con khủng long nó kêu ầm lên, làm tớ không bắt được. Cậu lại dùng cái gậy này chọc vào mông khủng long của tớ làm gì? Làm gì? Chọc cho cậu mấy cái này. Thôi, khủng long ơi, đi ra kia ăn cỏ đi. Để tớ nói chuyện với bạn Trang một lúc. Lần sau cậu đừng có mở nghịch dại như thế nha. Thế hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có việc gì? Hôm nay tớ hẹn cậu ra đây để rủ cậu tối nay có đi lên trên hàng mã chơi trung thu không? Cái gì đấy? Tiếng khủng long của cậu lại kêu. Không phải tớ trêu đâu nhá. Tớ vừa bảo nó ra ngoài này ăn cỏ. Tại sao nó lại kêu giống lên như thế nhỉ? Để tớ phải chạy ra xem. Làm sao đấy khủng long? Sao lại kêu ở mỹ vậy đấy? Không ăn cỏ đi, lại cứ đứng lên kêu làm gì? Tớ cứ tưởng là lại xảy ra chuyện gì cơ. Cỏ này á, vấn đề á, không vấn đề gì được. Sao khủng long của cậu lại bảo là ở trong cỏ có vấn đề nhỉ? Cỏ này có bị làm sao đâu? Cỏ này xanh tươi tốt như thế này cơ mà. Không ăn cỏ này thì ăn cỏ gì? Khủng long của tớ bình thường dễ ăn lắm cơ mà. Tại sao hôm nay đây? Tớ xem nào. Ui, cái gì thế? Đây có phải là cỏ không cậu? Ui, như là một cái đuôi con bọ cạp ấy. Hay là... Đúng rồi, có khi là khủng long của tớ ăn cỏ xong bị bọ cạp nó đốt vào mồm rồi. Thế thì mới bảo là trong cỏ có vấn đề mà lại. Thế nhưng con bọ cạp đâu mà sao lại dụng mỗi cái đuôi ra như thế này? Đây cũng có một cái đuôi nữa này. Ô, hai cái đuôi luôn. Phía dưới này cũng có nữa. Làm gì mà có con gì mà lại lắm đuôi như thế này nhỉ cậu nhỉ? Các bạn nhà mình có biết con gì lại có nhiều đuôi như thế này không? Tớ biết rồi, không phải là đuôi cậu ơi. Khả năng đây là những cái chân này. Chân á? Dạ ôi, con gì mà có con chân màu đen mà lại sắc nhọn như thế này nhỉ? Con rết hay con rán nhỉ? Không, con rết thì chân nó không to như thế này cậu ơi. Thảo nào mà khủng long nhà tớ nhìn thấy những cái chân này lại sợ không dám ăn cỏ nữa. Chứng tỏ là ở xung quanh đây có con gì đấy. Chúng mình tìm xung quanh đây xem đấy là con vật gì mà trông ghê gớm vậy. Ê, khủng long của cậu ngửi ngửi ở đống cỏ này. Tớ thử tìm ở đây nhá. Ui, đây là những cái cây xấu hổ này. Chạm vào cái là lá của cây cụp vào luôn. Còn phía trên này là cái cây gì mà lá nó lại to thế nhỉ? Có cả hoa này, lại còn có cả quả màu đỏ cơ. Ở đây nó là quả màu xanh mà. Sao cái quả này lại màu đỏ nhỉ? Ui chà, nhím ơi, trông kỳ lạ lắm. Những cái bánh xe mà bên dưới này trông giống như một cái chân vậy. Đằng đấy, cậu có thấy cái gì không? Gì chắc chắn là nó chỉ ở quanh quẩn đây thôi. Ủa nhiều cào cào tổ chấu thế. Ôi, cái gì đấy các cậu ơi? Một cái chân à? Nó còn có ba cái móng vuốt này. Eo ơi, trên đầu vẫn còn dính mấy cái gì ấy. Tớ có Trang ơi, ở bên này tớ cũng phát hiện ra cái gì ấy. Một cái chân rất là to. Của tớ mới gọi là cái chân này. Đâu, cái của cậu đâu? Của tớ còn có móng vuốt cơ. Đây là con gì mà trông kỳ lạ vậy nhỉ? Đúng là kỳ lạ thật. Mình vẫn chưa phát hiện ra cái con này nó là con gì. Cậu ơi, sao có nhiều kiến thế này? Ô, trên lưng một con này nó đang có cái gì này? Đúng vậy, những con kiến này từ đâu ra vậy? Cái này là cái gì ấy Trang ơi? Tớ vừa lấy được từ trên lưng mấy con kiến này cậu ơi. Đây đúng là cái con mà mình tìm rồi. Nhìn này. Giống các cái chân. Cái chân bên dưới này. Đây chính là những cái chân của nó này. Cả cái tay nữa. Cậu đưa hết đây cho tớ xem nào. Để tớ thử lắp vào nhá. Bên này có một cái tay ba ngón này. Thế thì bên này cũng sẽ có. Ui, thấy chưa? Thế còn những cái chân còn thiếu của nó đây này. Sẽ lắp vào đằng sau này. Đây à. Những cái chân sẽ vào đây này. Móng vuốt sắc nhọn sẽ lắp vào đây. Đấy. Bên này nữa này. Wow, con này nhiều móng vuốt thật đấy. Xoay như thế này, nó xuống đất xem thế nào nào. Cậu ơi, nhìn này. Ui, con này nó biến ra trông như là một con nhện ấy. Mà cái người của nó thì lại giống như một cái đoàn tàu. Con này nó kỳ lạ thật đấy. Trông bao nhiêu chân. Này. Ui, cậu ơi, con này có vẻ như hung dữ lắm. Ui, nó còn đang gì đấy này. Tớ thấy con này không ổn đâu.
chúng mình tránh xa khỏi nơi này đi. Đúng rồi đấy, tốt nhất bọn mình nên tránh xa ra thôi. Nhưng mà ô cái gì cơ? Tớ thấy hình như thiếu cái gì ấy cậu ạ. Thiếu cái gì là thiếu cái gì? Có tớ, có cậu ở đây rồi mà, làm gì còn thiếu cái gì đâu. Đúng rồi nhỉ, cần gì còn thiếu gì đâu, chạy tiếp đi. Đúng rồi đấy, chạy đi ngay đi. Ôi thì chết rồi nhím ơi, con khủng long của cậu. Đúng rồi, cậu nói tớ mới nhớ, còn con khủng long của tớ vẫn ở chỗ cái con nhện đấy. Tớ cũng quay lại xem nào. Nhím ơi, con nhện này nó càng ngày càng hung dữ đấy. Ui, bên nhau, nơi này còn đang có gì đang tấn công nhé. Chạy ngay đi. Sợ quá các bạn ơi. Tớ mà chạy chậm một tí thôi là có khi nó nuốt tớ vào bụng rồi. Bọn mình không thể chiến đấu lại với con này được đâu nhím ơi. Thôi, bây giờ chúng mình đi về đi. Hệ khủng long nhà cậu thôi. Không được. Khủng long này nó như con chó mịch là tới. Làm sao mà nên để cho cái con nhện này ăn thịt dễ dàng như thế được. Thế thì bây giờ phải làm như thế nào? Chúng mình thì không thể nào giúp được bạn khủng long của cậu rồi. À, tớ nghĩ ra một cách rồi. Cách gì? Chúng mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của các cameramen cậu ơi. Ý cậu là các cái anh đầu camera mà hay chiến đấu với Skibidi Toilet à? Đúng rồi, mấy anh ý cực kỳ mạnh luôn. Và cái đầu có thể bắn giật tia laser. Chắc chắn cái con người nghiện đoàn tàu ấy sẽ bị thua cuộc cho mà xem. Thế thì cậu chờ tớ một tí nha. Gì chứ, tớ hơi bị thân với mấy anh camera này đây. Để tớ ra thử nhờ xem. Ui dồi ôi, cuối cùng có tìm được anh ở đây rồi. Bây giờ là buổi tối rồi mà sao anh vẫn còn đứng đây? Anh tập thể dục thế? Người ta chỉ tập thể dục vào buổi sáng thôi chứ. Này anh Tara ơi, em có một con khủng long, nó dễ thương lắm, nó nhỏ nhỏ tầm này này. Thế nhưng mà nó bị một cái con trông như kiểu con nhện ấy, mà nó lại giống hình đoàn tàu, nó ăn vào bụng mất rồi. Bây giờ chỉ có anh mới cứu được nó thôi. Đúng rồi đấy anh cameraman ơi, anh giúp đỡ tụi em đi. Chứ ba cái bạn khủng long con ấy nhỏ dễ thương lắm mà bây giờ bạn bị mắc kẹt vào trong bụng của cái con người nhện đấy rồi, không thể nào ra được. Anh giúp đỡ chúng em, lần sau em có một kiểu kinh nghiệm thì em sẽ chia cho anh một nửa. Hướng này này. Here we go. Kìa cameraman ơi, cái con nhện nhện nó đằng trước kia kìa. Con này là con quái vật đường tàu yêu tinh nhện đấy. Camera đang tiến lên rồi kìa. Đấy cậu nhìn thấy chưa? Camera biểu diễn võ thuật trước mặt nó kìa. Nó mà vào là ăn một đá luôn. Biểu diễn võ thuật như thế này cũng không ăn thua đâu cậu ơi. Con này có khi nó nhảy lên cái là nước chặt camera ở trong bụng đấy. Camera mẹ ơi, cậu chủ đi ra mẹ, bắn cho con này một trận đi. Ui ui ui, nhỏ thật cậu ơi. Mẹ này nhím ơi, khủng long cậu đứng đây này. Wow, trông cậu ấy vẫn bình thường. Khủng long ơi, cậu có làm sao không? Mà, tôi ngửi thấy cái mùi gì hôi hôi ấy cậu ơi. Hình như phát ra từ con khủng long này. Chân tay vẫn bình thường, nhưng mà người hôi lắm cậu ạ. Có thể là con khủng long của cậu ở trong bụng cái con quái vật ấy lâu quá, cho nên là mới bốc mùi như thế đấy. Ôi giời ơi, thế thì phải mau về nhà đi tắm thôi. Đố các bạn biết, cái bánh này là bánh gì đấy? Nhìn có quen không các bạn ơi? Đây là bánh nướng đấy. Sắp đến Trung Thu rồi, bọn mình sắp được ăn bánh nướng với bánh dẻo rồi. Thơm thế. Bóc một miếng bánh ra nè. Wow, nhân này là nhân trứng à? Nhân đậu xanh với trứng thì phải. Ngon thật đấy. Cắn một miếng trứng nhỏ. Ngon thật đấy. Thế nhưng mà ăn cái bánh này sao lại thấy man mát ở chân nhỉ? What? Hay thật đấy. Ôi, ôi. Nani? Con chó này nó làm gì thế này cơ cô ơi. Đột tè bậy vào chân của mình. Thế nào từ đây đến giờ thấy man mát chân. Này con này đi ra mau, đi ra mau. Cái con chó bên đây này, đi ra, đi ra ngay, đi ra ngay. Con chó hư thân, con chó hư thân, con chó hư thân mất dạy này. Rồi ơi, chân mình đang sạch thế này, thế mà nó lại dám ra, nó tè bậy vào chân mình chứ này. Ai kia, mày trông giống bóng dáng của bạn Nhím thế nhỉ? Nhím ơi, lại đây.
ơi là bực, đang ăn bánh ngon tự nhiên mất cả ngon. Lần sau á, mình mà bắt được con chó đấy, mình sẽ dạy cho nó bài học. Cái gì đây? Sao cậu lại chặn đường tớ lại? Cậu mãi làm cái gì, suy nghĩ cái gì mà tớ gọi cậu chả thua gì cả. Trên tay cậu còn đang cầm cái gì thế này? À, ăn mạnh không cho tớ à? Ăn luôn. What the hell? Miếng bánh cuối cùng của tớ mà cậu lại ăn mất rồi. Giời ơi, đang đi chỗ khác để ăn thì cậu lại ăn mất. Tớ đang bực mình nha, bởi vì vừa nãy lúc mà tớ bắt đầu bóc cái bánh này ra, đang ăn ngon lành thì tự nhiên có cái con chó nó màu vàng vàng ấy ở đâu không biết chó nhà ai. Tại vì cậu ăn cậu không chia phần cho người khác đấy. Nó lại đến nó tè dầm vào chân tớ, bực hết cả mình, đang hôi ơi là hôi đây này. Yêu, bảo sao mà tự nhiên tớ ngửi thấy mùi nó khai khai. Tớ đang ghét ơi là ghét mấy cái con chó đây này. Chó đáng yêu mà. Thôi cậu bỏ qua đi, đi chơi với tớ đi. Tớ biết có chỗ này chơi cực kỳ vui luôn. Này, đi theo tớ, tớ có chỗ này chơi hay lắm. Quay lại nhỉ. Sao hôm nay mình có thù oán gì với mấy con chó này mà nó cứ gây phiền phức cho mình thế nhỉ? Nó chạy đi đâu mà sợ thế nhỉ? Ai nuôi chó chả chịu xích vào gì cả, cứ để nó chạy lông nha lông nhông ngoài đường thế này thế này. What? Ui, Tím ơi. Hey, ở đây tớ không nhìn thấy có một con chó này. Trông nó lạ quá. Hả? Chó này nó đang ngủ hay sao ấy? Nhìn gần nó kìa. Cậu ơi, con chó này to thật đây. Mà phía trước của nó còn có như là một cái bát ăn ấy, một cái máng à. Cậu trông cái con chó này, trông nó có xấu không? Eo ơi, cái mặt nó còn như kiểu nó xệ cả xuống nhăn nhe nhăn nhẻo ấy. Mà cái tay thì bé tị tí ti luôn. Cái dáng ngủ này còn vênh cả mặt lên này. Mắt thì trông vẫn còn mắt nhắm, một mắt mở. Mắt kia là mắt đi hí đây. Mà cái con chó này kỳ lạ thật đấy các bạn ạ. Ngủ ở nhà không ngủ, lại ra giữa đường để ngủ. À, tớ đang hận mấy con chó đây. Đã thế, nhân lúc nó đang ngủ, mình sẽ trêu con chó này một trận. Con này ngủ say thật đấy. Tớ cầm cái que này, tớ chọc cho nó mấy cái nhá. Ôi trời ơi, con chó này nó lại rồi. Biết rồi, lần sau ấy có cho tiền tớ cũng giả dám trêu mấy con chó to như này nữa cậu ơi. Các bạn nhà mình nhớ nhé, đừng có như bạn Nhím. Kể cả chó to, chó nhỏ hay là chó lạ ấy, cũng đừng có trêu chúng. Bởi vì nếu như mà trêu, chúng cắn được vào chân mình là rất có thể mình sẽ bị mắc bệnh đấy. Bệnh gì các bạn nhà mình có biết không? Bệnh dại ấy. Ui, cậu nói tớ mới nhớ đấy. Nếu mà bị chó lạ cắn á thì phải đi tiêm dại đấy. Ui, tiêm đau lắm. Thôi, tốt nhất là từ dậy, mình gặp chó, nhất là chó lạ, mà không rõ mõm, tránh xa ra thôi. Thì khá chơi được cái gì vui cả. Đây, lại là chuồng của con gì vậy? Cậu ơi, tớ nhìn cái nhà, đây là cái nhà mà. Sao nó lại ở giữa đường thế này nhỉ? Tốt nhất là bọn mình lên chính chắn gọi ra cậu ơi. Đi gọi sang bên này. Chắc chắn, ở trong cái nhà này cũng là một con chó to cậu ơi. Chó to á? Thôi, khẽ thôi, không là nó lại dậy, nó sổ ra, nó cắn bọn mình đấy. Nhưng mà, cậu nhìn này, ở phía trước bên này có cái gì đó, rất là màu sắc luôn, như những viên kẹo vậy. Wow, kẹo á? Tự nhiên, cái bụng của tớ đói quá. Khẽ thôi, hay là tớ thử lấy một viên xem, nó làm cái gì nhá. Viên gì màu sắc này? Thơm không cậu? Mùi thơm cậu ơi, sô cô la. Sô cô la? Sao người ta lại để kẹo ở trước nhà thế này nhỉ? Đúng là sô cô la thật rồi cậu ơi. Nhím ơi, hay là bọn mình lấy mấy viên mang về nhà đi. Chắc là bên trong có con vật gì đấy nó đang ngủ, nó không biết đâu. Chàng ơi, cậu lấy đi. Không, tớ không thò đâu. Cậu thò trước đi. Vừa lấy, tớ lấy một viên rồi mà. Bây giờ đến lượt cậu lấy đi. Thế thì để tớ lấy nhá. Nhẹ nhàng cậu ơi. Ôi, Nhím ơi, con gì nó thò ra đây? Đây không phải là một con chó mà là một con gì? Một con khủng long.
lôi con đai lẻ lưỡi ra há mồm ra này. Ui chạy đi Trang ơi, khủng long đứng tuổi ở bên nhà lại xuất hiện con khủng long ăn thịt thế này. Kín mình nữa rồi. Sợ thế. Hôm nay là cái ngày gì mà đi đâu cũng bị rượt đuổi thôi các cậu ơi. Lúc thì bị chó đuổi, lúc thì lại bị khủng long đuổi. Tốt nhất đi, hôm nay bọn mình nên về nhà thôi Trang ơi, đừng đi ra ngoài nữa. Đúng rồi đấy, đi về thôi cậu ơi. Ô, nhưng mà khoan đã, tôi cứ thấy có cái gì đấy nó sai sai các cậu ạ. Đúng rồi, nó cứ thế nào ấy. Rõ ràng cái nhà đấy bình thường phải là một con chó ở bên trong chứ, tại sao bây giờ lại là một con khủng long ở bên trong nhỉ? Khủng long bình thường nó sống ở trong rừng cơ, chứ làm gì có ai nuôi khủng long mà cho ở trong nhà. Mà đặc biệt là khủng long bạo chúa thì không bao giờ có thể xuất hiện ở đây được. Chết rồi, tớ đoán ý, đấy là nhà của một con chó nhưng bị con khủng long này nó chiếm giữ, nó đuổi con chó ra khỏi đấy cậu ơi. Ui thảo nào con khủng long này nó nhiều răng thế. Nó là khủng long bạo chúa mà lại. Thế thì bây giờ chúng mình phải làm gì vậy cậu? Bây giờ bọn mình phải nghĩ cách đuổi con khủng long này ra khỏi cái nhà đấy đi cậu ơi. Chứ nếu không bạn chó bạn ấy không có nhà để ở đâu. Đúng rồi đấy, nếu chúng mình không đuổi con khủng long này ra khỏi đây, rất có thể nó sẽ gây hại cho các bạn động vật khác quanh khu vực này đấy. Nhưng mà làm cách nào để đuổi nó ra khỏi cái nhà đấy bây giờ? Bằng cách nào á? Bằng cách này này. Cái gì đấy? Cậu nhìn thấy cái súng này của tớ có ngầu không? Nhưng đây là súng phun nước mà. Đúng rồi, chúng mình sẽ phun nước ướt cái nhà đấy để cho con khủng long ấy nó phải chạy đi. Con khủng long nó lại trốn ở trong cái nhà ấy rồi. Are you ready? Tớ bắn nào? Bắn đi, bắn đi Trang ơi, bắn mạnh vào. Ui, con khủng long đây, nó lại sổ ra rồi kìa. Chạy đi Trang ơi. Không ăn thua rồi nhím ơi. Cách này của tớ không ổn, không ổn. Con khủng long này nó có xả nước đâu, phun ra vô tác dụng thôi. Mình phải nghĩ cách khác thôi cậu ơi. Khủng long bạo chúa thì nó sợ cái gì nhỉ? Cái gì đấy? Con ong. Trang ơi, ở phía trên đầu này có một tổ ong này. Wow, một tổ ong vàng luôn. Wow. Tự nhiên lúc này tớ lại nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ hay luôn. Tớ cũng nghĩ ra ý tưởng này cậu ơi. Mình sẽ dụ cho con khủng long này nó chui ra, sau đó mình ném cái tổ ong này vào, thế là cho ong nó đốt con khủng long cậu ơi. Là con khủng long phải chạy đi ngay. Con khủng long kia, ra đây nào. Ra ở đây này, ta không sợ ngươi nữa đâu, ta không chạy nữa đâu. Tập cho một cái này, ra đây đi con khủng long. Ui ui, con khủng long này nó xóa ra rồi. Em đi Trang ơi, em cho ong vào nào. Ui, nó lại thừa rồi. Con khủng long bây giờ đã ở trong nhà với cái tổ ong ấy rồi. Nhìn kìa, cái nhà đang rung rung, rung lắc thật là mạnh luôn. Con khủng long này chắc đang bị những con ong đốt cho một trận đấy. Lâm ở nhà, chạy ra rồi kìa cậu ơi. Từ giờ con khủng long này không bao giờ dám quay lại đây để chiếm nhà người khác nữa Trang ạ. Thế là chúng mình đã làm được một việc tốt rồi. Đi về thôi các cậu ơi.